là em ngồi xe lăn và em chống gậy vì cái xương nó đau chân. Đây là cái chân trái của em vẫn đường nứt, nó vẫn còn. Cái chân kia em chạy 21 nó thế mà em chạy đến 70 cây nó sập luôn. Mình luôn nhớ này, gần như tất cả những cái chấn thương nó xảy đến với mình ấy, là khi mình cảm thấy khỏe nhất. Ban đầu thì nó có chịu 10 phần, bây giờ nó còn 10 phần. Em nghĩ chắc còn khoảng 5 phần. Thế nữa? Vâng. Nó giảm được 50% luôn cơ. Trước đấy thì là nó có triệu chứng đau nhẹ thôi, thì em cũng chỉ biết là nó như một dạng căng cơ xương chày, cái bằng căng cơ xương chày thôi. Thì em cũng chỉ có ngâm muối nước nóng các kiểu. Thì xong rồi em chạy lại quy nhơn, lúc mà em chạy bay nó thấp lên, nó cao lên. Vâng. Đến lúc về đích thì em có bị quỵ xuống, tức là quỵ đích thì quỵ luôn tại vì nó đau quá. Thì quỵ xuống thì lúc đó em ngồi xe lăn một ngày. Thì sang ngày hôm sau về đến Hà Nội thì nói chung em chống gậy như là em chống gậy đi làm thôi. Tức là em ngồi xe lăn và em chống gậy vì cái xương nó đau chân chỗ đấy nó đau. Tức là cảm giác là mình không thể sử dụng, tức là mình không chạm đất xuống mà để đứng thẳng mà hai đi hai chân bình thường được. Lúc đó là đau cái chân trái chân phải. Chân trái đây. Vâng. Đau chân trái, đau 1/3 dưới chứ cái này. Vâng, đau ở khu này. Đúng rồi, đau khu này đúng không? Đấy, nó đau nhiều. Khoảng 1-2 tuần em bình thường. Lại bình thường luôn. Vâng, lại bình thường lại luôn. Mà chỉ là em không thể chạy, em không thể chạy ngay được như lúc như bình thường, như mỗi lần em chạy. Đây là cái chân trái của em vẫn đường nứt, nó vẫn còn. Nhưng mà, đúng không ạ? Nhưng bây giờ em không thấy đau nhiều. Mà bây giờ em đang đau bên phải. Người ta chủ ra bảo là em có bị tai nạn hay bị xe tông không? Em bảo không, em chỉ chạy thôi. Đó, đấy em cố cứ là nó gãy, nó sập thẳng xuống. Mà cái giống mà gãy xương mệt mỏi đấy thì nó lâu liền vô cùng. Đó, đấy là nhân vì nó mệt, tức là mệt quá luôn rồi. Nó mệt quá rồi để nó phải ở lên mức độ nó mình phải nghỉ ngơi cho nên mức độ bình thường đã. Riêng cái gãy xương mệt mỏi là xương mệt mỏi nó là như thế. Đây đau không? Có đau anh. Có kiểu hiện tại em nhìn thấy đau gì kiểu viêm đấy, viêm tấy đấy. Đúng rồi. Vâng. Bây giờ em mà cố em chạy nữa thì nó nứt cái bên kia, hai bên này bây giờ sưng hai bên với nhau. Bây giờ mà em chạy nữa là nó sẽ gãy. Tại vì em còn lịch chạy 70 cuối tháng này nữa không chạy bỏ rồi. Chắc chắn là em nên bỏ. Và em mà chạy thì nó như chân bên kia mà anh không muốn nói nhá. Cái chân bên kia em chạy 21 nó thế, mà em chạy đến 70 cây nó sập luôn. Thì đây mới chạy trong 9 cây này sau mình có hiểu như này ạ? 5-9. Hết rồi. Mình luôn nhớ này, gần như tất cả những cái chấn thương nó xảy đến với mình ấy, là khi mình cảm thấy khỏe nhất. Tức là cái tim mạch này, sức khỏe tim mạch của mình nó tốt nhất. Lúc đấy mình feel thì thôi rồi, thì lúc đó bắt đầu là những cái này nó mới đau. Thì những cái thứ này nó không đua được với tim của mình đâu. Tim của mình nó cực kỳ tốt, nó thích nghi cực kỳ tốt. Đó, như cái chân này thì nó phải từ chân tay tất cả các khớp lên, không bằng cái này. Bây giờ về cái này mình massage, mát riêng các thứ vào đây. Mình massage thôi, xong mình ngâm nóng lạnh phối hợp. Đấy, mình cho hai cái xô nước nóng này, một xô nước nóng, một xô nước lạnh. Đấy, nó lạnh tương đương như lạnh như cái cốc bia hơi của mình là vừa. Nước nóng thì nóng già một chút. Đấy, em sờ và hơi đỏ tay lên là được rồi. Chứ đừng để nóng quá. Em cho 5 phút nước lạnh này. Xong rồi nóng cho hai xô gần nhau. Lạnh này, nóng này, lạnh này, nóng này, lạnh. Em có thể 5 lần như thế. Đó, cứ hàng ngày thế này mình bảo dưỡng cho nó. Giảm tải nó đi. Nhá. Cho đến khi đi lại bình thường thì em được chuyển sang để em chơi, em đạp xe. Đó, em đạp xe, em bơi lội. Cố gắng là cứ khoảng độ 6 đến 8 tuần nữa thì em chơi. Nhưng mình không được nghỉ hoàn toàn nhé. Hiểu. Thì bây giờ mình sẽ trị liệu những cái thứ rồi xong rồi về cái chính là em nghỉ ngơi và em chăm sóc cái thế massage được. Về cái phần mà kiểu giai đoạn này, tất em vẫn cứ kiên trì nạp canxi trong khoảng 1 tháng. Chế độ ăn của em, quan trọng cái chế độ ăn là canxi đấy. Mình ăn thì rất là đơn giản thôi, em ăn tôm đồng, cua đồng, tép đồng, tất cả các thứ em ăn cả bỏ, em ăn thường xuyên, em ăn nhiều. Em thường đi bộ, đạp xe, đạp bộ, đạp xe, đạp xe bơi lội. Khi em đạp xe ấy, thì đương nhiên là tất cả cái cơ lực mà em, cái lực mà em phát ra đấy, nó vẫn cứ cơ nó vẫn cứ được tiếp nhận, nhưng mà nó không phải chịu cái trọng lượng cơ thể bên trên nữa thường. Thì bây giờ thì mình thì sẽ đạp thôi, thì mình sẽ tránh được một nửa cái trọng lượng có thể của cái cơ lực mình đạp ra cũng được, như thế sẽ tốt.
Thế đi cố gắng đi bình thường thôi. Nó đỡ hơn so với lúc trên đầu. Nó đỡ hơn vâng, đỡ, đầu. Vâng, lúc đầu thì nó sẽ đau, cảm giác nó sẽ đau ở cái phần chỗ má chân ngoài. Ừ. Còn bây giờ thì em thấy đi nó được đi dễ hơn ạ. À, ví dụ như ban đầu thì nó khó chịu 10 phần, bây giờ nó khoảng mấy phần? Em nghĩ chắc còn khoảng 5 phần. Thế cơ? Vâng. Nó giảm được 50% luôn cơ. Vâng, thế em đi bây giờ hết cảm nó đỡ luôn. Nó đỡ được 50% rồi đúng không? Ừ. Thế tốt rồi, em về nhà nhá, chỉ có em... Đấy, về nhà nhá, em chỉ cho lấy hai cái xô nước ấy. Vâng. Tốt nhất là lấy cái xô sơn nó cao hơn ấy. Vâng. Đấy, mình ngâm này. Mình cho một số nước lạnh, một số nước nóng. Nó lạnh như là cái cốc bia hơi mình rót ra thôi. Còn cái nước nóng thì nó nóng già hơn một chút, tương đương khoảng 45-50 độ. Đấy, cho vào nóng đây. Em cứ ngâm 5 phút rồi, ngâm lạnh này. Sau chuyển sang ngâm nóng này, ngâm lạnh này. Ngâm nóng này, ngâm lạnh cuối cùng. Đấy, cứ ngâm nhiều vào nhá. Cái này là nó quá tải như ấy. Và bây giờ mình phải giảm tải, còn nó xuống. Ừ. Thế rồi sau khi chăm sóc một hôm mà thấy một buổi thấy nó đỡ hơn như thế là tốt rồi. Vâng, cứ kiên trì thôi, mình giảm tải xuống.